Hình như xung quanh đây có cái mùi gì thôi thối. Chắc là có ai ghé phân qua đây đấy mà. Thối quá, thối không chịu được. Thối quá à, thối không chịu được. Vâng, bạn đừng có lo. Nên là có sumo, một chai nước sumo có thể xịt phòng rất là thơm. Các bạn thì xịt khắp mùi hương ở đây, các bạn có thể ngửi thấy mùi thơm, thơm mát. Sumo, một thành phần đến từ thiên nhiên, chiết xuất ra từ thiên nhiên, làm tất cả từ thiên nhiên, sumo đến cho mọi nhà.